Xin chào cô giáo và các bạn. Các bạn còn nhớ chúng mình không? Ôi, nhớ chứ. Các bạn chính là Đô, Rê, Mi, Pha, Son. Wow, các bạn giỏi lắm. Các bạn đã gọi chính xác tên chúng tớ rồi đấy. Chúng tớ rất là vui. Các bạn biết không, sau khi có thêm hai bạn Pha, Son sát nhập, chúng tớ đã thành lập ban nhạc lớn hơn, lấy tên là Năm Dòng Kẻ. Các bạn nhớ cổ vũ cho ban nhạc của chúng mình nhé. Hôm nay, ban nhạc chúng mình đến đây để xin phép cô giáo tham dự một tiết học âm nhạc. Mong cô giáo đồng ý ạ. Cô xin chào các con. Cô rất vui mừng chào đón các con đến với giờ học âm nhạc. Cô xin giới thiệu tiết học ngày hôm nay. Tiết 2, chủ đề 7, hát, cây gia đình, đọc nhạc, hát cùng Đô, Rê, Mi, Fa, Son. Chúng ta cùng bước vào nội dung 1. Hát, cây gia đình, nhạc Quỳnh Hợp, lời thơ Nguyễn Thị Mai. Ở tiết trước, các con đã được học giai điệu lời ca của bài hát. Bây giờ các con hãy cùng hòa giọng với bài hát mẫu nhé. Hoa thơm là mẹ, quả ngọt là con, lá cành là bố. Lần này, các con cùng với các bạn trong ban nhạc Năm Dòng Kẻ sẽ hòa giọng hát với nhạc đệm. Khi trình bày bài hát, các con nhớ thể hiện đúng tính chất âm nhạc của bài, vui tươi, hồn nhiên, và hãy đừng ngần ngại thể hiện cảm xúc, yêu thương, tự hào về gia đình của mình qua bài hát này các con nhé! Bây giờ các con sẽ trình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo phách 2. Các con nhớ vỗ phách theo những ký hiệu thanh phách cô đã gắn sẵn. Các con cùng luyện tập thêm một lần nữa nào. Các bạn trong ban nhạc Năm Dòng Kẻ chú ý, tiết trước cô đã hướng dẫn các bạn trong lớp mình trình bày bài hát theo cách hát nối tiếp, kết hợp thể hiện sắc thái to nhỏ. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn lại để các bạn trong ban nhạc Năm Dòng Kẻ nắm được và thể hiện cùng lớp mình thật hay nhé. Cô sẽ chia lớp mình thành 4 nhóm, mỗi nhóm sẽ sắm vai một nhân vật. Nhóm 1 mang tên là nhóm mẹ, nhóm 2 là nhóm con, nhóm 3 là nhóm bố, nhóm 4 là nhóm ông bà,
Mỗi nhóm sẽ thể hiện câu hát, giới thiệu nhân vật của mình. Riêng câu hát cuối cùng, dễ bền gốc vững, cây đời thêm xanh, cô ghi là cả gia đình. Lúc này, bốn nhóm nhạc sẽ cùng hòa giọng hát. Trong khi trình bày, các con đừng quên thể hiện sắc thái to nhỏ. Câu hát nào cô ghi chữ nhỏ, các con sẽ hát nhỏ. Câu hát nào cô ghi chữ to, các con sẽ hát to. Các con đã nắm được chưa? Chúng ta bắt đầu thực hiện nào. Ở tiết học trước, cô đã gợi ý các con để luyện tập được hình thức trình bày bài hát, nối tiếp, kết hợp thể hiện sắc thái to nhỏ. Khi ở nhà, các con cần có sự hỗ trợ của gia đình. Vậy các con đã mời được ông bà, bố mẹ, anh chị em tham gia với mình chưa? Cô hy vọng các con đã mời cả gia đình tham gia và cô tin chắc gia đình mình đã có một buổi biểu diễn thật là hạnh phúc. Bây giờ các con hãy trình bày lại hình thức này một lần nữa nhé. Các con thân mến, gia đình không chỉ là nơi chúng ta được sinh ra và lớn lên. Gia đình không chỉ là nơi có những người thân yêu gần gũi với chúng ta. Gia đình còn là nơi chúng ta được yêu thương, được che chở, được phép vấp ngã mà luôn nhận được những lời chỉ bảo và động viên. Gia đình chính là tổ ấm, là chỗ dựa bình yên, vững chắc cho bất cứ ai trong số chúng ta. Vì vậy, tình cảm gia đình là tình cảm thiêng liêng, cao quý. Chúng ta cần phải nâng niu và gìn giữ. Khép lại nội dung 1, cô trò mình cùng bước sang nội dung thứ 2, đọc nhạc, hát cùng Do, Re, Mi, Fa, Son. Cô nhận thấy các bạn trong ban nhạc năm dòng kẻ đang rất là hào hứng. Có lẽ các bạn đang đợi chờ phần biểu diễn của mình. Nào, cô xin mời tất cả các bạn trong ban nhạc trình bày bài đọc nhạc của mình, hát cùng Do, Re, Mi, Fa, Son cho cả lớp cùng nghe nhé. Bài đọc nhạc hát cùng Do, Re, Mi, Fa, Son có giai điệu thật là dễ thương, giống như những bước nhảy nhịp nhàng. Các con có thích bài đọc nhạc này không? Có muốn mình trình bày được giống như các bạn trong ban nhạc không? Bây giờ, cô sẽ hướng dẫn các con tìm hiểu và đọc bài đọc nhạc này nhé. Trước khi bước vào hoạt động, đọc từng câu nhạc, các con hãy cùng cô đọc tên các nốt nhạc có trong bài. Hoạt động này sẽ giúp các con ghi nhớ được vị trí cũng như tên nốt nhạc hơn đấy. Bây giờ các con hãy quan sát và lắng nghe cô đọc mẫu. Các con đừng quên đọc nhầm theo cô. Đồ Rê Mi, Mi Fa Son, Son Fa Mi, Mi Rê Đồ. Bây giờ các con hãy cùng đọc theo cô nhé. 2, 3. Đồ Rê Mi, Mi Fa Son, Son Fa Mi, Mi Re Đô. Bài đọc nhạc hát cùng Do, Re, Mi, Fa, Son
Cô chia thành hai câu nhạc. Các con bắt đầu học câu 1 nào. Cô mời bạn My trong ban nhạc đọc mẫu giúp cô câu số 1. Các con cùng lắng nghe và đọc nhẩm theo. Do, re, mi, mi, fa, son. Các con hãy lắng nghe bạn My đọc mẫu một lần nữa nhé. Do, re, mi, mi, fa, son. Cô mời các con cùng thực hiện nào. 2, 3. Do, re, mi, mi, fa, son. Các con đọc thêm một lần nữa nhé. 2, 3. Do, re, mi, mi, fa, son. Chúng ta tiếp tục học câu nhạc số 2. Cô nhờ bạn Pha đọc mẫu giúp cô câu số 2 này nào. Son, fa, mi, mi, re, do. Các con cùng nghe lại một lần nữa. Son, fa, mi, mi, re, do. Cô mời các con cùng thực hiện nào. 2, 3. Các con cùng đọc lại một lần nữa nào. 2, 3. Son, fa, mi, mi, re, do. Vậy là các con đã học xong câu số 1 và câu số 2. Bây giờ chúng ta sẽ hát nối cả hai câu nhạc này nhé. Trước hết, cô nhờ bạn Son đọc ghép mẫu hai câu nhạc này nào. Cô tin chắc bây giờ các con đã có thể hòa giọng đọc cùng với các bạn trong ban nhạc bài tập đọc nhạc này rồi đấy. Cô mời các con cùng thực hiện. Các con thân mến, bây giờ các con sẽ dựa trên giai điệu của hai câu nhạc để ghép lời ca cho bài đọc nhạc này nhé. Cô xin nhờ bạn Đô hát ghép mẫu lời ca cho bài đọc nhạc để cả lớp cùng nghe nào. Mời các con cùng thực hiện nào. La la la, này bạn ơi, la la la, tôi học nhà. La la la, này bạn ơi, la la la, tôi học nhà. Sau khi đọc nhạc, hãy cho cô biết trong bài đọc nhạc có những nốt nhạc nào đọc nhanh hơn. Câu trả lời đúng đó là nốt mi đen, son đen, mi đen, đồ đen có độ ngân dài hơn những nốt còn lại. Để giúp các con cảm nhận và phân biệt một cách rõ ràng hơn độ dài, ngắn của các nốt nhạc có trong bài, cô sẽ hướng dẫn các con cách gõ đệm theo phách cho bài đọc nhạc này nhé. Các con lưu ý, các con sẽ gõ phách vào những ký hiệu bàn tay cô đã gắn sẵn ở dưới những nốt nhạc mà các con sẽ phải gõ. Trước hết, các con hãy quan sát cô thực hiện mẫu một lần. Bây giờ, các con sẽ cùng luyện tập nhé. Các con cùng luyện tập thêm một lần nữa nào. Cô xin chúc mừng các con đã hoàn thành xong bài đọc nhạc hát cùng Do, Re, Mi, Fa, Son.
Bây giờ cô mời các con đứng lên cùng các bạn Do, Re, Mi, Fa, Son vận động cho bài đọc nhạc này nhé. Cô sẽ sử dụng 3 động tác vận động cho bài tập đọc nhạc này. Vận động thứ nhất là các con đồng thời bật nhảy cùng hai chân 3 lần. Tiếp theo các con sẽ vỗ tay 3 lần ở bên trái. Vận động tiếp theo giống như vận động 1. Các con sẽ bật nhảy hai chân đồng thời cùng một lúc. Vận động cuối cùng đó chính là các con vỗ tay 3 lần ở bên phải. Các con đã nắm được chưa? Cô mời các con cùng vận động theo hình vẽ cô minh họa nhé. Các con hãy luyện tập thêm một lần nữa nhé. Các con thân mến, hôm nay các con đã có một tiết học âm nhạc thật là vui nhộn và chan chứa tình bạn. Các con đã được luyện tập trình bày bài hát cũng như bài đọc nhạc với rất nhiều các hình thức. Các con lại còn được vận động cùng với các bạn trong ban nhạc 5 dòng kẻ Do, Re, Mi, Fa, Son. Giờ học đến đây là kết thúc rồi. Các con hãy nói lời chia tay với các bạn trong ban nhạc 5 dòng kẻ. Hẹn các bạn một ngày gần nhất chúng ta sẽ cùng biểu diễn với nhau. Cô chúc tất cả các con chăm ngoan học giỏi. Cô thân ái chào các con.